Hình thành ngũ lục pháo chính mã, đối phản cung mã hữu hoành xa. Đến đây cờ đỏ ba phương án đi quân. Một là tốt 7 tiến 1. Hai là xe 2 tiến 4. Và ba là xe 2 tiến 6. Phương án đi quân sắc đỏ tốt 7 tiến 1. Đỏ tiến tốt thông mã, nước cờ thường được dùng. Đến đây cờ đen có 3 khả năng đi quân. Một là xe 4 bình 3. Hai là sĩ 6 tiến 5. Và ba là xe 9 bình 8. Khả năng đi quân của đen xe 4 bình 3. Đen bình xe đè mã, nước cờ tích cực. Đen tiến sang cánh trái qua hà, nước cờ tranh chủ động. Đỏ tiến sẽ là hàng tốt. Đổi lại như đỏ đi tốt 3 tiến 1. Cờ đen khai cục vừa lòng. Như đỏ xe 4 tiến 2. Đỏ bay tượng ra biên. Đó thể nghiên cứu đi mã 3 tiến 4. Nước cờ tích cực hơn. Như đỏ tượng 3 tiến 1. Thế cờ bình ổn. Mời các bạn xem lại các nước đi.
thế cờ bình ổn. Khả năng đi con thứ hai của đen hình cờ này là sĩ 6 tiến 5. Cờ đỏ có hai khả năng ứng phó. Một là sĩ 2 tiến 6 và hai là pháo 5 bình 4. Khả năng đi con đỏ xe 2 tiến 6 quá hà. Đỏ tiến xe quá hà là muốn đánh gốc. Đỏ bình xe bắt mã. Đỏ có hai khả năng đi con khác. Một là đỏ đi xe 8 tiến 5. Hai bên ngang thế. Hai là đỏ đi xe 2 bình 3. Cờ đen vừa lòng. Như đỏ xe 2 bình 4. Đỏ ăn tốt chiếu tướng. Đổi lại như đỏ đi pháo 5 bình 4. Thế cờ bình ổn. Như đỏ pháo 5 tiến 4.
Đỏ nhảy mã. Đổi lại, như đỏ đi tốt 7 tiến 1. Thế cờ bình ổn. Như đỏ mã 8 tiến 7. Đỏ tiến pháo tóc mắt tượng. Đổi lại, như đỏ đi mã 7 lùi 5. Cờ đen vị trí các quân tốt, cờ đen ưu thế. Như đỏ pháo 6 tiến 6. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại các lối đi. Cờ đỏ ưu thế. Khả năng đi quân thứ hai của đỏ hình cờ này là pháo 5 bình 4.
Đen nhảy mã lên hà. Đổi lại, nhưng đang đi xe 3 tiến 1 ăn mã. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 7 tiến 6. Đen phi pháo quá hà. Đổi lại, đen đi mã 6 tiến 5. Đến đây cờ đen hai khả năng đi quân. Một là đen đi tốt 3 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Hai là đen đi tốt 5 tiến 1. Cờ đen lại có hai khả năng đi quân. Một là đen đi pháo 5 bình 9. Cờ đỏ ưu thế. Hai là đen đi pháo 5 lùi 1. Cờ đỏ cũng ưu thế. Như đen pháo 2 tiến 4. Hình thế hai bên đối chọi. Mời các bạn xem lại cái nó đi.
hai bên đối chọi. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.